Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 9, Thánh Januario. Ngày 20 tháng 9, Thánh Andre Kim Tegon và Phaolô Chong Ha San từ đạo. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 9, Thánh Januario. Ngày 20 tháng 9, Thánh Andre Kim Tegon và Phaolô Chong Ha San từ đạo. Ngày 19 tháng 9, Thánh Januario. Thánh Januario sinh vào thế kỷ thứ tư tại nước Ý. Quê hương của Ngài là Benevento hoặc có thể là Napoli. Januario làm giám mục giáo phận Benevento khi xảy ra cuộc bách hại của Diocletiano. Thánh Januario được dân chúng gọi là San Gennaro, nghĩa là Thánh Gennaro. Theo truyền thuyết, Thánh Gennaro biết được một số thầy phó tế bị giam tù vì đức tin. Đức Giám Mục là một người hiền lành và có lòng trắc ẩn. Ngài thực lòng quan tâm đến bổn đạo và Ngài đã đi tới nhà tù để thăm viếng họ. Người cai tù báo tin cho ông thống đốc và ông này đã sai quân lính của mình tới tìm San Gennaro. Đức Giám Mục đã bị bắt cùng với một thầy phó tế và một diễn giả. Họ bị giam cùng với các tù nhân khác. Sau khi bị bắt, họ bị quăng vào đấu trường để gấu xé xác. Nhưng chúng không làm hại các ngài. Bởi đó, các ngài bị chém đầu. Cái chết của các ngài xảy ra gần thành phố Napoli vào khoảng năm 305. Dân thành Napoli đã dành cho San Gennaro một lòng yêu mến và tôn kính đặc biệt. Thực ra, Ngài được xem như thánh bổn mạng của họ. Dân thành Napoli còn tưởng nhớ Thánh Gennaro vì một lý do đặc biệt khác. Máu từ đạo của thánh nhân đã được cất giữ hàng mấy thế kỷ trước trong một chiếc lọ nhỏ. Máu đã hóa nên sẫm và khô. Nhưng tại một vài thời điểm nào đó trong năm, máu lại hóa lỏng. Nó trở nên đỏ, đôi lúc đỏ tươi, thỉnh thoảng máu cũng sủi bọt. Hiện tượng đặc biệt chứa trong lọ máu được tôn kính cách công khai vào thứ Bảy đầu tháng 5, nhằm ngày 19 tháng 9 lễ kính Thánh Gennaro và kéo dài suốt 8 ngày tính từ sau lễ kính thánh nhân. Đôi lúc cũng được kính vào ngày 16 tháng 12. Lọ máu hóa lỏng này được nhìn nhận và được tôn kính từ thế kỷ thứ 13. Thưa anh chị em và các bạn, không ai có thể giải thích được sự kiện máu thánh nhân hóa lỏng xảy ra hàng năm khi ngày lễ này được cử mừng. Học thuyết Công giáo xác định rằng phép lạ có thể xảy ra và có thể được công nhận. Thật không khó đối với những ai tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự khó khăn là khi chúng ta phải quyết định xem sự kiện ấy hoặc không thể giải thích theo nghĩa tự nhiên hoặc không giải thích được. Chúng ta phải cố gắng tránh sự cả tin nhẹ dạ là dấu chỉ của sự bấp bênh. Đằng khác, cho dẫu các khoa học gia nói đến tính xác suất hơn là luật tự nhiên, thì cũng là chính đáng để nói rằng Thiên Chúa cũng rất có óc khoa học
khi thực hiện các phép lạ phi thường. Ví như khi cho máu đông đặc của Thánh Januario biến đổi thành máu lỏng. Nhằm thức tỉnh chúng ta chú ý tới các phép lạ hàng ngày qua các chú chim sẻ, hoa bồ công anh, những giọt nước mưa và các bông tuyết, vân vân. Thưa anh chị em, một khối lượng màu đen chiếm nửa bình thủy tinh nhỏ 10cm, 5cm, được đậy và bịt kín bằng chất keo và được cất giữ trong một hộp đựng thánh tích máu của Thánh Januario ở Vương cung Thánh đường Napoli, đã hóa lỏng 18 lần trong năm. Đợt 1 vào ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ nhất tháng 5, kèm theo 8 ngày liền sau đó. Đợt 2 vào ngày lễ Thánh Januario 19 tháng 9 và các ngày trong tuần Bát Nhật sau đó. Đợt 3 nhằm ngày 16 tháng 12. Hiện tượng này đã có từ thế kỷ thứ 14. Truyền thống nói rằng Eusebia là người đã cất giữ máu thánh nhân sau khi ngài bị tử đạo. Nghi thức kèm theo diễn tiến của việc máu của ngài hóa lỏng được thực hiện bằng việc cầm hộp đựng thánh tích máu khô của Thánh Januario tới gần bàn thờ trên đó đã đặt sẵn một tượng bán thân bằng bạc, được tin rằng có chứa đầu của thánh. Trong khi tín hữu cầu nguyện thường rất huyên náo, vị linh mục hay giám mục xoay chiếc hộp vài lần trước sự chứng kiến của cộng đoàn cho đến khi máu hóa lỏng. Thời gian máu hóa lỏng và nổi những bong bóng nhỏ lên là từ 2 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Một vài cuộc thử nghiệm đã được thi hành, nhưng không thể giải thích hiện tượng này bằng luật tự nhiên. Chẳng lẽ tất cả các tổng giám mục của thành phố Napoli, vô số các chức sắc, có vị tới mức thánh thiện trội vượt, lại là những người đồng lõa âm mưu đánh lừa người ta hay sao? Và cùng với họ còn có cả các quan chức dân chính nữa. Bởi lẽ cả những người giữ quyền bính trong giáo hội cũng như giới chức chính quyền đều cũng lãnh trách nhiệm khi cho phô bày di tích máu hóa lỏng của Thánh Januario này. Hơn nữa, giả như đó là một âm mưu đánh lừa, thì cũng là một điều lạ kỳ. Đó là suốt 7 thế kỷ nay, chẳng một ai đã lỡ miệng tiết lộ ra cái bí mật gian trá này ra. Năm 1902, giáo sư Spenrindio được phép chiếu tia sáng quang phổ lên bình đựng máu đã hóa lỏng. Và thử nghiệm này cho thấy rõ những tia máu rất rõ nét. Và số lượng máu khi cân và đo thì luôn luôn khác biệt, có lúc đầy bình và cân nặng, có khi chỉ chiếm nửa bình và cân nhẹ hơn. Chúng ta có ít nhà khoa học công khai tuyên bố niềm tin, nhưng ý kiến sau đây của ngài Humphrey Davy tuyên bố là ông tin vào sự chân chính của phép lạ này quả rất chi lý. Tuy nhiên, cũng có những phép lạ tương tự xảy ra với máu của các thánh Gioan Tẩy Giả, Stefan, Pantaleon, Patricia, Nicola, Tolentino và thánh Aloysius Gonzaga, hầu hết trong vùng lân cận của Napoli. Sự kiện lây lan như vậy của những hiện tượng lạ lùng khiến chúng ta hầu như phải im lặng, không dám phát biểu nhiều. Chúng ta hãy nài xin Thánh Januario ban cho mình một trái tim biết yêu thương và biết rung cảm, để nhờ đó chúng ta có thể đem niềm vui và an ủi đến cho những người sống chung quanh mình. Ngày 20 tháng 9, Thánh Andre Kimtegon Phaolô Trung Ha Sang và các bạn tử đạo. Andre Kimtegon
là linh mục Đại Hàn, đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Andre Kim Tae-gon là linh mục và Thánh Phaolô Chung Ha-sang là một tín hữu Công giáo. Hai vị từ đạo này đại diện cho nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống về đức tin tại Hàn Quốc. Các ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh năm 1984 nhân chuyến viếng thăm đất nước này. Kitô giáo được những giáo dân đem vào Hàn Quốc hồi thế kỷ thứ 17. Các tín hữu đã âm thầm nuôi dưỡng và tăng triển đức tin của họ dựa trên lời Chúa. Các linh mục thừa sai chạy tàu từ Pháp sang Hàn và giới thiệu cho dân Hàn hiểu biết về đời sống bí tích của hội thánh. Thỉnh thoảng, suốt dọc thế kỷ thứ 19, đức tin Kitô giáo bị chính phủ Hàn bắt hại. Từ năm 1839 đến năm 1867, đã có tổng cộng 103 tín hữu Hàn bị giết hại. Cũng có 10 thành viên của Hiệp hội Thừa sai Paris, nước ngoài chịu tử vì đạo, gồm 3 giám mục và 7 linh mục. Điều này đã nâng tổng số các thánh tử đạo lên 113 vị. Thánh Andre Kim Tae-gon và Thánh Phaolô Chung Ha-sang là đại diện của các Kitô hữu Hàn Quốc đã can đảm hy sinh mạng sống vì tình yêu Chúa Kitô. Thánh Andre Kim Tae-gon là linh mục Hàn Quốc đầu tiên. Cha của ngài là ông Ignacio Kim, được tử đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong chân phước năm 1925. Sau khi được rửa tội vào lúc 15 tuổi, Andre phải trải qua một hành trình dài 1.300 dặm để gia nhập chủng viện ở Macau bên Trung Hoa. 6 năm sau, ngài xoay sở để trở về quê hương qua ngã Mãn Châu. Cùng năm ấy, ngài vượt eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và được thụ phong linh mục. Khi trở về quê, ngài có nhiệm vụ thu xếp cho các vị thừa sai vào Hàn Quốc qua ngã đường biển nhằm tránh né sự kiểm soát biên phòng. Ngài bị bắt, bị tra tấn và sau cùng bị chặt đầu ở sông Han gần thủ đô Hán Thành. Thánh Andre Kim Tae-gon, linh mục đầu tiên của Hàn Quốc, đã tử vì đạo ngày 16 tháng 9 năm 1846, chỉ một năm sau khi được thụ phong linh mục. Thánh Phaolô Chung Ha-sang là một chủng sinh 45 tuổi, đã chịu tử đạo ngày 22 tháng 9 năm 1846. Kitô giáo được du nhập vào Hàn Quốc khi Nhật xâm lăng quốc gia này vào năm 1592. Lúc ấy, có một số người Hàn Quốc được rửa tội, có lẽ bởi các binh sĩ Công giáo người Nhật. Việc truyền giáo rất khó khăn vì Hàn Quốc chủ trương bế quan tỏa cảng, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh để trả thuế. Một trong những chuyến đi này khoảng năm 1777, sách vở tài liệu Công giáo của các cha dòng tên ở Trung Hoa được lén lút đem về dạy bảo người tín hữu Kitô Hàn Quốc. Giáo hội tại gia bắt đầu thành hình. Khoảng 10 năm sau đó, khi một linh mục Trung Hoa lén lút đến Hàn Quốc, ngài thấy có đến 4.000 người Công giáo mà chưa có ai được gặp một vị linh mục. 7 năm sau, số người Công giáo ấy lên đến khoảng 10.000 người. Sau cùng, tự do tôn giáo được ban hành vào năm 1883. Khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Hàn Quốc năm 1984, ngài đã phong thánh cho Thánh Andre Kim Tae-gon và Phaolô Chung Ha-sang cùng 98 người Hàn Quốc và 3 vị thừa sai người Pháp. Tất cả đều tử đạo trong khoảng từ năm 1839 đến năm 1867. Trong số đó có các giám mục và linh mục, nhưng hầu hết là giáo dân,
47 phụ nữ và 45 quý ông. Trong số những người tử đạo năm 1839 có chị Columba Kim, một phụ nữ 26 tuổi. Chị bị cầm tù, bị tra tấn bằng vật dụng bằng sắt nung nóng và than. Chị và người em là Agnes bị lột quần áo và bị giam chung với những tù nhân hình sự, nhưng họ không bị làm nhục. Sau khi chị Columba Kim phàn nàn về sự sỉ nhục này, từ đó về sau không một phụ nữ nào bị nhục nhã như vậy nữa. Hai người bị chấm đầu. Một em trai 13 tuổi, Phêrô Riui, bị tra tấn dã man đến độ em có thể lấy da thịt của mình mà ném vào quan tòa. Em bị siết cổ cho đến chết. Ông Prota Jutron, một người quý tộc 41 tuổi, sau khi bị tra tấn đã chối đạo và được thả tự do. Sau đó ông trở lại tuyên xưng đức tin và bị tra tấn cho đến chết. Thưa anh chị em và các bạn, nghe qua câu chuyện của Thánh Andre Kim Gon, Phaolô Chong Ha Sang và các bạn tử đạo Hàn Quốc, chúng ta bàng hoàng khi thấy sau khi được thành lập, giáo hội Hàn Quốc hoàn toàn là một giáo hội của giáo dân khoảng hơn một chục năm. Làm thế nào mà giáo hội ấy sống còn khi không có bí tích thánh thể? Điều này cho thấy không phải các bí tích không có giá trị, nhưng phải có một đức tin sống động trước khi thực sự được hưởng ơn ích của bí tích thánh thể. Bí tích là dấu chỉ của sự hoạt động và đáp ứng của Thiên Chúa đối với đức tin sẵn có. Bí tích làm gia tăng ơn sủng và đức tin, nhưng chỉ khi nào sẵn có một điều gì đó để được gia tăng. Giáo hội Hàn Quốc vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng. Món quà đức tin được tiếp nhận và được tô bồi nhờ công lao của các thánh tử đạo, những người đã hy sinh làm đá lát đường, giống như 117 thánh tử đạo ở Việt Nam. Mỗi vị tử đạo là một bài giảng âm thầm khi chúng ta suy ngẫm cái chết của một vị tử đạo nào đó. Chúng ta học được một sứ điệp. Chúng ta hãy nài xin các thánh tử đạo Hàn Quốc giúp chúng ta cũng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội cách tha thiết như vậy. Nhất là ngày hôm nay, anh chị em là những người đi theo con đường lòng Chúa thương xót. Nôi gương các thánh tử đạo can đảm hy sinh mạng sống để loan truyền tin mừng, thì ngày hôm nay mỗi người cũng được mời gọi can đảm hy sinh thời giờ, tiền của, công sức, những khó khăn, những trở ngại, ngay cả những sỉ nhục, dám vượt qua hết tất cả để loan báo lòng Chúa thương xót cho những người chưa nhận biết, chưa biết đến, chưa nghe nói về lòng Chúa thương xót. Có khi họ là những người công giáo còn đạo gốc nữa, nhưng mà chưa được ai nói cho họ biết về lòng Chúa thương xót, hoặc là còn nghi ngờ, còn cứng tin vì dư luận, vì tin đồn không đích thực chính xác, cho nên họ bị hiểu lầm về lòng Chúa thương xót, họ bị nghi ngờ. Thì mỗi người chúng ta hãy là một liều thuốc giải độc, giúp họ hiểu rõ về lòng thương xót của Chúa như thế nào, giúp họ cảm nhận về lòng thương xót của Chúa như thế nào, để sau đó họ cũng giống như chúng ta, mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa như các thánh tử đạo Việt Nam, như các thánh tử đạo Hàn Quốc, bất chấp mọi khó khăn, thử thách, trở ngại, cho dù dám mất mạng sống mình. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai, trong bài giảng lễ phong thánh cho các thánh tử đạo Hàn Quốc năm 1984 nhân chuyến viếng thăm đến nước này, Ngài đã nói như sau: Giáo hội Đại Hàn độc đáo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo hội còn non yếu, thật trẻ trung nhưng thật vững mạnh trong đức tin, vì đã đứng vững sau những đợt sóng bách hại mãnh liệt. Do đó, chỉ trong vòng một thế kỷ,
giáo hội đã kiêu hãnh với 10.000 vị tử đạo. Cái chết của các vị tử đạo này trở thành men cho giáo hội và đưa đến sự triền nở huy hoàng của giáo hội Hàn Quốc ngày nay. Ngay cả bây giờ, tinh thần bất khuất ấy vẫn còn trợ giúp cho người tín hữu của giáo hội thầm lặng ở miền Bắc, bên kia vĩ tuyến. Amen. Mẹ dẫn đường vượt qua thách đố trên